Thì hiện tại trên tay đang có hai chiếc iPhone 15 Pro Max nếu nói về bản chất thì là giống nhau, nó khác nhau một cái đấy là cây bên tay trái của mình nó là hàng new chưa tiếp còn cây bên tay phải của mình nó là hàng anh tiếp rồi thôi. Nhưng anh tiếp chưa lâu nhá. Ở trong phần cài đặt đấy, cái phần số máy, cả hai cây máy đều bắt đầu bằng số 5. Đây, số 5 này. Và khi các bạn kiểm tra cái phần thông tin seri của từng cây máy ở trên hệ thống của Apple nhé. Thì ngày mua hàng đều là tháng 1 năm 2007. Đây tháng 1 năm 2007. Mà 2007 là chưa sản xuất 15 Pro Max nhá. 15 Pro Max là sản xuất vào 2023. Các bạn hình dung không? Đây khác nhau một cái này. Cái này này, Ách active lên rồi, nó hết bảo hành này. Còn cây máy này chưa active. Đó, nó ghi này, chưa kích hoạt. Nhưng cây máy này đấy, khi các bạn kích hoạt lên nó cũng sẽ hết bảo hành luôn. Nó hết bảo hành luôn nhá. Tại vì sao Apple nó lại đưa về là ngày mua là tháng 1 2007? Tại vì những cây máy như này này, khi các bạn active máy lên đấy thì mặc định là nó sẽ hết hạn bảo hành mặc định nó sẽ hết hạn bảo hành nhé. đây mình cho các bạn xem lại bên trong phần cài đặt nhá đây là cây máy này ách tiếp lên rồi này cây này là hết hạn bảo hành nhá ách tiếp rồi nhá các bạn nhìn nhá ngày mua là tháng 1 năm 2007 nghìn nhá chuẩn số seri nhá ách tiếp rồi nhá nhưng các bạn nhìn này ngày sản xuất là tháng 4 năm 2024 sử dụng lần đầu tiên là tháng 8 năm 2024 và chu kỳ sạc là mới có 12 lần các bạn hình dung không có nghĩa là cây máy này đấy là một cây máy được sản xuất năm 2024 và sử dụng lần đầu tiên là tháng 8 năm 2024 nhá. Thì ở đây đấy, những cây máy như thế này đấy, nó thuộc vào những cây máy Apple bán nhưng không bán bảo hành. Các bạn hình dung, có nghĩa nó bán ra là mặc định là không có bán bảo hành gì cả. Mặc định những cây máy này đấy là máy new nhưng các bạn active nên là nó hết bảo hành luôn. Thì theo suy nghĩ của bản thân mình thì những con máy như này được Apple nắp ráp lên bởi những cái linh kiện hàng tồn kho. Ví dụ như mã máy M là bản thương mại để bán tại các store. Máy N là bản trả bảo hành, máy F là hàng refurbish số 3 là bản demo. Còn mã số 5, mã số 4 này là được nắp ráp lên bởi những cái linh kiện hàng tồn kho. Sau đó bán lại cho các cái đại lý dưới dạng hình thức là những cái máy hàng 1978 hay hàng 2007. Và cả 1978 hay 2007 thì khi ách tiếp lên thì mặc định nó cũng sẽ hết bảo hành. Và chỉ cần bán giá rẻ sẽ thu hồi lại được vốn. Tại sao? Tại vì các cái linh kiện hàng tồn kho đến ăn tiền bán đi với cái giá rẻ thu hồi lại vốn trong khi không cần bảo hành sản phẩm. Bảo hành là tốn tiền. Các bạn nhớ nhé, bảo hành của Apple là tốn tiền. Và các cái linh kiện tồn kho đấy cũng là tiền. Chứ còn đợi những cái linh kiện của các cái con máy khác nó hỏng rồi nắp ráp thay thế. Rất là mất thời gian. Thay vì thế đấy, lấy các cái linh kiện tồn kho. Mên ngày xưa sản xuất ra thừa bao nhiêu lắp vào. Màn bao nhiêu lắp vào. Tất cả những cái đấy đều là các cái linh kiện không có dữ liệu. Khi nắp ráp vào lúc đấy mới gắn ghép dữ liệu cắt ghép dữ liệu thì mang bán dưới dạng hình thức những cái máy hàng 1978 hay là hàng 2007 như thế này. Và bán cho các cái đại lý số lượng lớn, giá thành rẻ hơn nhưng không cần bảo hành, thu hồi lại vốn nhanh hơn so với việc để các cái linh kiện đấy để, để thay thế sửa chữa cho các cái máy khác. Mà bây giờ iPhone 16 nó sắp ra rồi, iPhone 15 nó sắp hết hạn bảo hành rồi. Các cái linh kiện tồn kho để nhiều để làm gì đâu. Nắp ráp nó vào, mang bán đi đấy là theo quan điểm bản thân mình nghĩ thôi chứ mình không phải là chủ của apple nên mình không rõ cái này mình chỉ biết đấy là máy new mặc định nó là zin thế nha